Đây là video hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán dự thầu G8 version 2008. Phần nhập đầu vào, tức là nhập công trình đầu vào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chạy cái phần mềm dự toán dự thầu G8. Sau khi chạy xong công trình thì nó đã tự động cho chúng ta một cái cửa sổ, và ở đây chúng ta sẵn sàng để chúng ta nhập các cái công tác của công trình ở đây. Tuy nhiên thì trước khi nhập thì chúng ta nên xếp công trình lại. Chúng ta có thể là lưu vào ổ C thư mục G8 công trình, hoặc là các cái thư mục khác mà chúng ta nó tương ứng với công trình cho nó phù hợp. Chúng ta tên là ví dụ 1 chẳng hạn. Xếp. Thì bây giờ đã đang là công trình ví dụ 1.HCE, với cái đuôi HCE là đuôi mặc định của chương trình dự toán dự thầu G8. Tiếp theo chúng ta chọn tỉnh, thành phố cần phải mà cái công trình này dự định sẽ xây dựng trên đó. Chúng ta ấn vào đây thì chương trình sẽ liệt kê ra rất nhiều các cái tỉnh, thành phố mà hiện nay chúng ta đã copy trong máy. Tiếp theo chúng ta chọn đơn giá. Trong cái bộ đơn giá này thì có rất nhiều các cái đơn giá cũ cũng như mới. Điển hình như đơn giá mới thì có cái đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt và phần khảo sát, sẽ tương ứng với định mức 24, 2005, 33, 2005 và 28, 2005. Ngoài ra thì có rất nhiều cái đơn giá khác tương ứng với định mức cũ, ví dụ như là định mức 1242. Tạm thời thì chúng ta chọn cái đơn giá mới nhất là đơn giá xây dựng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn là cái giá thông báo. Thì giá thông báo sẽ do người dùng sử dụng sau này sẽ tự vào khi mà tỉnh có ban hành cái giá thông báo theo quý, theo tháng. Khi cài ra thì chúng ta chỉ có một loạt các cái giá gốc. Ví dụ của Hà Nội thì sẽ có là đơn giá 192 của Hà Nội ban hành năm 2006, và tương ứng với nó là giá vật liệu 24205. Ở đây có một cái quy định chung là giá vật liệu 24205 sẽ tương ứng với phần đơn giá ứng với cái định mức 24205. Giá vật liệu 33205 sẽ tương ứng với đơn giá của ứng với định mức 33205. Tương tự như vậy cho cái giá vật liệu 28205 là giá gốc ứng với cái định mức 28205. Và tạm thời chúng ta cứ chọn cái giá thông báo cũng bằng giá gốc đã. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhập các công tác ở đây. Chúng ta nhập một công tác đầy đủ là AF.11111. Khi chúng ta gõ xong AF.11111 đủ mã thì chương trình sẽ liệt kê, sẽ tự động tra cho chúng ta cái tên công tác, đơn vị, đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá ca máy. Tiếp theo chúng ta có thể nhập diễn giải cho cái công tác này. Chúng ta sẽ nhập một loạt các diễn giải ở dưới này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhập. Ví dụ như cái trục số 1 là chiều dài là 2,5m nhân chiều rộng là 1,5m nhân chiều cao là 0,45m. Enter. Trục A đến C chẳng hạn, chúng ta sẽ gõ là mở ngoặc 1 cộng 2 đóng ngoặc nhân với mở ngoặc 3 cộng 4 đóng ngoặc. Enter. Và bây giờ vừa rồi là chúng ta đã vào một cái công tác với mã đầy đủ là F1111. Thì chương trình đã tự động đưa cho chúng ta cái tên, đơn vị và đơn giá của vật liệu nhân công và máy. Trong trường hợp đây là một trường hợp mà cái người nhập dự toán là người ta rất thạo cái mã của công tác rồi, thì người ta mới gõ được đầy đủ mã như thế này. Trong trường hợp khác, người ta chỉ nhớ mang máng là AE là công tác về xây thôi, thì trong trường hợp này khi chúng ta gõ AE, chúng ta enter thì sẽ liệt kê chúng ta rất nhiều các cái AE, và chúng ta có thể chọn một số công tác nào đó trong tất cả là 520 công tác hiện nay. Tiếp theo chúng ta bấm chọn hoặc là gõ enter. Ở trên thì chúng ta đã nhập cái diễn giải với đầy đủ cả tên cấu kiện và các cái diễn giải đi theo sau nó. Trong hợp này,
tôi chèn một dòng vào, chèn thêm dòng nữa. Và chúng ta gõ cái diễn giải ở đây không phải là có trục, mà chúng ta gõ là 1 cộng 2 như thế này, 3 cộng 4 như thế này cũng được. Thì chương trình cũng hiểu đây là một cái diễn giải. Trường hợp thứ ba nữa, cái công tác thứ ba này, chúng ta sẽ không gõ cái diễn giải như thế này hoặc như thế này nữa, mà chúng ta nhập trực tiếp cái khối lượng ở đây. Ví dụ chúng ta nhập vào là 2,47 chẳng hạn, khối xây đá hồng. Và như vậy cái việc nhập tiên lượng của chúng ta rất tương đối là đơn giản, không có gì phức tạp lắm. Và tiếp theo chúng ta có thể sửa cái tên của từng công tác một. Ví dụ sản xuất bê tông bằng máy trộn đổ thủ công trục số 1 và A đến C. Đấy. Thì chương trình cũng cho phép người dùng có thể sửa cái tên cho nó phù hợp với cả cái tên ở ngoài thực tế công trình thi công.